Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Anh mảnh ghép yêu thương chào anh. Chào mảnh ghép yêu thương, mà anh tên gì để tôi biết tôi chào anh chứ? Minh Hoàng mảnh ghép yêu thương. Chào Minh Hoàng mảnh ghép yêu thương. Anh chào quý anh, nói to to lên giùm nha. Rồi. Xin chào các anh các chị cộng đồng mạng. Mình Phan Hiếu, 1975. Sống tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cái gì anh? Lên... Tên gì? Phan Hiếu. Phan Hiếu sinh năm 1975 hả? Đúng rồi. Ở Lâm Đồng hả? Ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Phan Hiếu sinh năm 1975, 49 tuổi ha. Đến từ Lâm Đồng. Rồi Hiếu này, Hiếu có đồng ý cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của Hiếu đăng lên mạng xã hội không? Có chứ. Đồng ý không à? Đồng ý ha. Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Hiếu yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Đúng rồi. Hiếu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Đúng, chính xác. Hiện nay hôn nhân của Hiếu như thế nào? Mình ly hôn rồi. Ly hôn được mới ly hôn thôi. Ly hôn được đã nhớ mấy tháng nữa. Được, chắc cũng gần năm rồi. Bạn nói to lên giùm nha. Rồi hai người được mấy mặt con? Được hai, một gái một trai, con gái có gia đình rồi, còn thằng con trai. Hiện nay ở Lâm Đồng là Hiếu đang sinh sống ở nhà của mình hay nhà của ai? Nhà này hiện bây giờ là của mình, chỉ ở nhà ít hơn, mình nhà dưới vườn cà phê, mình ở chứ ở trên này, vì ra tòa thì chia tất cả. Ra tòa chia tài sản là nhà này là nhà của vợ đúng không? Đúng rồi, chính xác, trước mắt là mình chưa có nhà. Đang ở nhờ vài hôm nữa hả? Đúng rồi, ở nhờ chừng cỡ tháng nữa thôi là mình phải làm nhà dưới vườn ở. Còn không nữa thì đi thuê nhà ở đỡ một vài tháng rồi làm nhà sau. Có nghĩa là bây giờ phân chia rồi, cái nhà là của vợ, còn bạn thì có một cái vườn cà phê đúng không? Đúng rồi. Rồi dự định của bạn là sau này mình làm nhà trong vườn cà phê ở luôn đúng không? Đúng rồi. Hiện tại Hiếu đang làm công việc gì? Thì mình làm vườn với là rảnh rỗi đi làm xây dựng thôi. Trước kia mình cũng làm thầu xây dựng mà mấy năm rồi có ít công việc quá, thôi mình bán hết đồ nghề, nghĩ thôi bây giờ thì cũng không được bao nhiêu nữa thì rảnh lúc nào mình làm ngày lúc đó. Có nghĩa là mình đi làm thợ cho người ta ha? Đúng rồi. Ở ngoài đó làm thợ một ngày được bao nhiêu tiền Hiếu? 500. Hiếu cao bao nhiêu? Cao 1m62, nặng 57kg. Hiếu có cái ưu khuyết điểm gì nè? Mình thì nói cho cùng mình cái khuyết điểm của mình thì riêng mình mà đã muốn làm cái gì là làm cho bằng được cái đó. Cái đó là ưu điểm chứ không phải là khuyết điểm. Cái khuyết điểm mình thì nói thật sự ra là mình rất nóng tính, nhưng mà nóng thì nóng, nói là xong chứ không có để không có để bụng. Còn về cái ưu điểm mình là một khi đã quyết định làm một cái gì đó là phải làm cho bằng được. Đặc biệt có cái là
Từ hồi nhỏ giờ chưa bao giờ biết hớp rượu là gì. Ly dị hai người ly dị cũng gần một năm nay rồi mà vẫn ở chung nhà ha? Không, ở riêng không ở chung. Tại vì vợ thuê nhà ở kia ở, thì đến khi hết hạn thì mới về nhà này. Thì mình ở nhà này khoảng tầm có một tháng nữa thôi là vợ về đây rồi. Về đây ở với cháu ngoại. Hiếu nè, bạn có cái sở thích nào đặc biệt không? Hả? Bạn có cái sở thích nào đặc biệt không? À, mình nói chứ cùng là cái gì chứ hát hò thì mình rất thích. Bây giờ còn tâm trạng hát nổi không? Thôi bây giờ thì không hát nổi đâu, mà hát là phải có đàn thì mới hát. Chứ còn không có đàn không bao giờ hát được. Là chuyến này là còn một tháng nữa là mình sẽ dọn đi ra ngoài ở ha. Đúng rồi. Rồi bạn xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Lâu rồi, theo dõi từ năm ngoái kia, từ hồi vợ chồng mình sinh là theo dõi từ năm ngoái kia. Chưa có cơ hội gì nữa không? Theo dõi từ cái lúc mà hai vợ chồng đang lình xình rồi đó hả? Đúng rồi. Thật sự đó thì mình với con giáo mình cũng không muốn ly hôn, nhưng mà vợ mình quyết định thì mình phải chịu thôi, tại vì mình không ký đơn, nhưng tòa nó vẫn giải quyết đơn phương được. Ừ. Đúng rồi, bây giờ cuộc sống mà nó không hợp nhau nữa thì một thời gian nào tòa cũng phải giải quyết thôi, tại vì cũng đâu có kéo dài cuộc sống nó ảm đạm như vậy hoài được. Ừ. Ừ. Rồi hôm nay bạn gọi đến chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, bạn muốn chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho bạn? Thì mình lên đây mình muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp cho mình tìm nữ còn lại để mà bạn tuổi già. Ừ, tìm giúp một nửa còn lại để bầu bạn tuổi già hả? Đúng rồi. Bạn bây giờ quay trở ngược lại chút xíu, bạn có thể cho mọi người biết vì sao mà đang yên ổn bạn không muốn ly hôn mà vợ bạn lại yêu cầu ly hôn không? Nhưng mà bây giờ mình cũng nói thiệt là sống với nhau 25 năm nay chưa bao giờ tính vợ mình một tát tay nào. Nhưng có một cái bức xúc quá mình mới đánh thôi, nhưng mà cái việc bức xúc này á là mình không thể nói được trên cộng đồng mạng được không? Cũng vì một cái bức xúc thì mình đánh vợ rồi nên thành ra vợ mới quyết định chia tay ha. Đúng rồi, cứ hiểu vậy đi ha. Đó, cứ hiểu vậy là chứ còn mình cũng không muốn nói cái chuyện này lên cộng đồng mạng làm gì. Nó cũng phải có cái nguyên nhân gì chứ không thể nào vì một cái bạc tay hay là một cái trận gây lộn gì đó mà nó dẫn đến sự tan vỡ. Nó cũng phải có nguyên nhân bắt đầu từ một bên hoặc là cả hai, thì nó mới một thời gian rất là lâu dài nó mới đưa đến cái cảnh đó, đúng không Hiếu? Đúng rồi. Chứ không có đơn thần mà trong chút xéo rồi có bắt đầu cái chia tay. Thì không như là quá bức xúc mình mới đánh thôi, chứ còn bình thường thì mình chỉ nói thôi. Mà lần coi như là quá bức xúc đi, không chịu nữa thì không chịu được nữa thì mình mới đánh thôi. Tại vì sống với nhau 25 năm nay rồi, đâu phải là 25 năm nay mới đánh có một lần một. Rồi, hôm nay bạn đến đây bạn có ấn tượng được, bạn nói bạn xem cũng khá lâu rồi, cả năm nay rồi. Bạn có ấn tượng được cô nào trên mấy video đó chưa?
Có chứ, mình thấy ấn tượng với cô Trang sinh năm 74. Cô Trang. Cô Trang năm sinh sinh năm 74 ở đâu? Thì ở đâu mình quên ra rồi, nhưng mà như mình có chụp hình lại sao? Có thể đưa cái hình cho coi. Không, cái đó hồi nữa mình gửi qua cho bên Zalo mới biết được, chứ còn mình đang nói chuyện sao mình gửi được. Cô Trang sinh năm 1974 ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Đúng rồi, như ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải. Cô Trang thợ may á đúng không? Không biết có phải thợ may không, mình cũng không nhớ nữa. Cô Trang mới lên ngày hôm qua đúng không? Không, lên lên cũng hơi hơi lâu rồi. Mà không, tí nữa mình gửi cái hình. Nhưng mà hôm nay bạn lên bạn muốn chương trình kết nối giùm bạn với cô Trang đó hay là bạn lên bày tỏ bản thân? Thì nếu mà kết nối được với cô Trang đó thì tốt, còn không trước mắt thì mình cũng nên mình bày tỏ bản thân của mình cho đã, như coi thì cô nào mà chấm được thì alo trên. Như theo như Hiếu nè, cái tiêu chí của Hiếu đưa ra là cái người phụ nữ như thế nào mới hợp với Hiếu? Nói cho người phụ nữ không cần phải đẹp lắm mà không xấu lắm, bình thường thôi, nhưng mà sống hòa đồng rồi biết thương chồng con rồi. Còn gì nữa Mình chỉ còn chuyện đó thôi. công ăn việc làm nhà cửa thì như thế nào? Nếu như mà công việc làm không có thì mình làm nhà ở đây, về đây làm vườn với mình. Còn nếu như mà cô đó nếu mà có nhà thì muốn mình về dưới đó mình ở thì mình cũng về thôi. Còn vườn ở trên này thì lâu lâu mình về mình làm. Vườn Như cái cà phê có bơm thuốc với là bơm thuốc cỏ với là bẻ chồi với là đến mùa hái thôi. cái vườn cà phê của bạn nhiều không? Mình có mấy sào Sào có 4.000 m2 thu nhập 4 sào đó một vụ được bao nhiêu tiền? như năm nay á. Năm nay cà phê nó cao này, nhưng mà năm nay cà phê nó cao thì mình lại cưa đi, mình ghép thì không thu được bao nhiêu, nhưng mà năm tới á, thì cà nó có trái nhiều, tại vì mấy năm cà nó cái trái nhỏ thu không được như cà, lại Trung cưa đi bình mình ghép. bây giờ mình nói cái thu hoạch cao nhất đi, cao nhất 1 năm của cái vụ cà phê nói trúng á là mình bán được bao nhiêu tiền? Thì nếu mà trúng thì nó làm cỡ chừng khoảng 150 triệu. Là 1 năm á Đúng rồi, ha, 1 năm mình mới thu hoạch một lần đúng không? năm mới thôi lần. Rồi cái đó mình có trừ tiền công, tiền phân bón, tiền Chưa này chưa 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 không nọ chứ. Rồi bây giờ nếu trừ ra hết thì 1 năm kiếm trừ được khoảng bao ra nhiêu? hết, Hả? trừ ra hết còn khoảng 100 triệu thôi. 100 triệu thì chia ra cho 12 tháng thì 1 tháng nó cũng đâu có bao nhiêu tiền đúng không? Thì đúng rồi, mình đi làm ở ngoài thêm nữa. Rồi trong cái khoảng thời gian mà mình thu hoạch xong rồi mà 1 năm sau mình mới thu hoạch nữa thì lúc đó mình đi làm thêm làm hồ á Đúng rồi. nếu mà cô đó không có công ăn việc làm không có nhà thì lên trên Đà Lạt ở với bạn Đúng rồi. đi trồng cà phê ha rồi nhà đâu ở? Ừ. Thì mình làm nhà rồi chứ. Thì mình nói rồi đó, mình phải làm nhà dưới kia chứ, làm nhà mới có ở chứ còn không làm nhà sao có ở. Nhà chuẩn bị trả cho vợ rồi. Như nãy bạn nói là bạn cũng phải ở tạm nhà trọ đâu vài tháng mà. Thì đúng rồi, làm tạm nhà trọ ở nhà trọ vài tháng, thì trong cái vài tháng đó là mình tiến hành mình làm nhà. Xây nhà ha.
Đúng rồi. Nhà vườn cà phê đó nằm ở trong rẫy xa mặt đường không? Khu đó thì cũng có người ở mà. Không có người ở mà. Mà nói cho cùng là ngày xưa là mình đã ở dưới đó. Ngày xưa mới lấy vợ về thì ở dưới đó, rồi là đường xá nó bất tiện quá, mình mới mua đất mình lên trên này mình làm. Từ nhà này cách cái chỗ vườn đó khoảng 300 mét thôi. Cũng kém điện rồi, về dưới đó hết rồi. Thì bây giờ về làm nhà là có điện là sẵn rồi. Điện nước thì có sẵn rồi hả? Điện nước có sẵn rồi. Còn nếu mà cô đó có công ăn việc làm ổn định, có điều kiện, có nhà thì cũng có thể đi theo cô đó ở được ha? Được chứ. Hiếu thích nhất cô đó người vùng miền nào? Nói cho cùng là cũng duyên số thôi, bây giờ vùng miền nào cũng được. Mình không quan trọng là phải vùng miền nào, bởi vì nói cho duyên số thì biết đâu được là ra tới ngoài Bắc thì sao, đúng không? Hay là gặp ở Sài Gòn hay là gặp ở Bạc Liêu, nói cho cùng là không quan trọng là vùng miền nào. Có nghĩa là vùng miền nào đi cũng được. Đúng rồi. Cái tiêu chí của bạn đưa ra nãy giờ là chỉ cần cái nửa mảnh ghép của mình có bao nhiêu đó yêu cầu thôi, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Bạn còn có cái lời nào gửi đến cho cô Trang cũng như là các chị em phụ nữ chuẩn bị tham gia vào cái sau khi xem cái video của bạn nè? Thì mình cũng cầu cho những cái chị em phụ nữ ở trên cộng đồng mạng đó, nếu ai mà để ý tới mình thì điện về cho chương trình. Mà quên đó, cái đầu tuổi bạn đưa ra là từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Hơn mình vài tuổi thôi, từ hơn mình tầm cỡ 2 tuổi, nhỏ hơn thì 5-7 tuổi cũng được. Lớn hơn bạn lớn hơn vài tuổi cũng được, mà nhỏ hơn vài tuổi cũng được. Không lớn hơn cũng được. Lớn hơn vài tuổi là cỡ bao nhiêu? Khoảng chừng 54-55 đổ lại. 54-55 đổ lại cho nhỏ, cho đến nhỏ hơn bạn ha. À, đúng rồi. Bây giờ theo bạn nói là khoảng từ 45 cho tới 55 ha. Đúng rồi. Rồi các chị em phụ nữ độ tuổi từ 45 tới 55. Nếu các chị em nào xem được cái video của bạn Hiếu, thấy bạn Hiếu có đưa ra tiêu chí mà mình nằm trong cái tiêu chí của bạn Hiếu, thấy hợp với cuộc sống của mình, thì hãy nhanh tay điện về số chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho hai người có một cái buổi gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Còn bây giờ thì cũng chân thành cảm ơn Hiếu ha. Và chúc cho Hiếu gặp được nhiều may mắn trên cái con đường tìm lại nửa mảnh ghép của cuộc đời Hiếu ha. Rồi. Mình cũng cảm ơn chương trình. Nghĩa là xin chào các chị em ở cộng đồng mạng. Và các bạn thì cứ nhắn gửi về chương trình. Rồi, trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, chào Hiếu ha. Rồi, xin chào chương trình.